Chào mừng bạn quay lại với kênh Read Books App, đọc sách mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một nhân vật lịch sử vĩ đại và học hỏi về cách xây dựng kỷ luật bản thân. Tôi xin giới thiệu đến các bạn video đặc biệt về Miyamoto Musashi, một trong những kiếm khách vĩ đại nhất của Nhật Bản. Miyamoto Musashi không chỉ là một võ sĩ tài ba, mà còn là một triết gia và tác giả xuất sắc. Ông đã viết tác phẩm Ngũ Luân Thư The Book of Fighting, một tác phẩm kinh điển về chiến thuật và triết học quân sự. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Musashi đã áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày của mình, xây dựng một kỷ luật bản thân vững vàng để đạt được thành công đáng kinh ngạc. Qua video này, chúng ta sẽ đi sâu vào cuộc đời và triết lý sống của Miyamoto Musashi, và tìm hiểu những nguyên tắc và phương pháp mà ông đã sử dụng để xây dựng kỷ luật bản thân. Từ việc quản lý thời gian và đặt mục tiêu rõ ràng đến việc rèn luyện và tự phê phán, chúng ta sẽ rút ra những bài học quý giá từ sự tương tác giữa võ thuật và cuộc sống hàng ngày của Musashi. Miyamoto Musashi ban đầu là một samurai, và sau đó là ronin, được nhiều người coi là kiếm sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật Bản, chủ yếu là do tính kỷ luật phi thường của ông. Người ta nói rằng ông đã tham gia vào 60 trận đấu tay đôi và chiến thắng trong tất cả chúng. Trận đấu đầu tiên của ông diễn ra khi ông mới 13 tuổi, chống lại một samurai dày dạn kinh nghiệm, và ông đã chiến thắng. Ông đã đánh bại những kiếm sĩ điêu luyện nhất trong thời đại của mình một cách có hệ thống cho đến khi giành được danh hiệu cho chính mình. Tuy nhiên, Miyamoto không chỉ là một chiến binh, một bậc thầy về nghệ thuật mà còn là một nghệ sĩ, một nhà tư tưởng sâu sắc và là một người theo đạo Phật. Ông tìm kiếm ý nghĩa, viết sách về chiến tranh và triết học, và các tác phẩm của ông trở thành ánh sáng dẫn đường cho những người mong muốn một cuộc sống kỷ luật. Một tuần trước khi qua đời vào năm 1645, Miyamoto Musashi đã viết ra 21 nguyên tắc được gọi là Dokudo, thể hiện quan điểm sống nghiêm túc, trung thực và khổ hạnh. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá điều gì đã khiến Miyamoto trở nên kỷ luật như vậy và cách chúng ta có thể áp dụng trí tuệ của ông để trau dồi tính kỷ luật của chính mình. Kỷ luật đã được con người trân trọng và tôn trọng trong suốt lịch sử. Bằng cách sống theo kỷ luật, chúng ta đảm bảo rằng sự độc lập của chúng ta được tôn trọng và ước mơ của chúng ta được thực hiện. Khi mỗi cá nhân thể hiện sự kỷ luật và giữ gìn hành vi danh dự, các quốc gia và nền văn minh phát triển. Với suy nghĩ này, đây là những bài học cuộc sống về kỷ luật bắt nguồn từ những lời dạy của Miyamoto Musashi. Tránh theo đuổi mọi thứ chỉ vì niềm vui. Miyamoto khuyên, đừng tìm kiếm niềm vui vì lợi ích của chính nó. Vào cuối thế kỷ 16, trong khi cố gắng trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất, Miyamoto đã đi lang thang ở những nơi hoang vắng và nguy hiểm. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi bắt gặp ông giữa một khu rừng cô đơn vào những đêm băng giá, chỉ đi cùng với thanh kiếm. Miyamoto hiểu rằng sự vĩ đại phải trả giá, và ông sẵn sàng trả giá cho điều đó, bất kể giá đắt đến đâu. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã hy sinh những ham muốn tầm thường và những tiện nghi của con đường thông thường để tập trung vào khát vọng và trung thành với con đường mình đã chọn. Ông nhận thấy việc theo đuổi những ngôi nhà sang trọng, đồ ăn ngon và của cải xa hoa chỉ là những điều khiến ông phân tâm. Hãy tưởng tượng một phiên bản khác của Miyamoto, người đầu hàng cho niềm vui không phục vụ mục tiêu cuối cùng của mình. Nếu ông thường ngủ trễ hoặc thường xuyên tiêu thụ những món ăn ngon nhưng thiếu dinh dưỡng, bạn có nghĩ rằng ông đã tiến xa trong việc hoàn thiện kỹ năng và trở thành kiếm khách vĩ đại nhất của Nhật Bản thời phong kiến? Có lẽ không. Trong thế giới ngày nay, tràn ngập sự kích thích liên tục, có vô số thú vui thường thiếu ý nghĩa. Theo nhiều nhân vật lịch sử, tìm kiếm ý nghĩa là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc thực sự. Mặc dù niềm vui tức thời dễ tiếp cận hơn bao giờ hết trong thời kỳ hiện đại, nhưng việc liên tục đắm chìm trong những thú vui đó không dẫn đến hạnh phúc, thay vào đó, nó có thể tạo ra cảm giác trống rỗng và thậm chí gây nghiện trong những trường hợp cực đoan. Niềm vui đã trở nên dễ dàng đạt được một cách đáng sợ. Chỉ cần thò tay vào túi để lấy điện thoại sẽ cung cấp lượng dopamine ngay lập tức mà tất cả chúng ta đều khao khát. Trong nền kinh tế hướng sự chú ý ngày nay, niềm vui là một trong những loại tiền tệ được tìm kiếm nhiều nhất, nó luôn ở trong tầm tay. Bất kể bạn đang làm gì, luôn có thứ gì đó hoặc ai đó, có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ, ẩn nấp phía sau, cám dỗ bạn bằng những lời hứa hão huyền về hạnh phúc. Phúc liều thuốc giải độc cho niềm vui là ý nghĩa, tin vào điều gì đó thực sự chỉ dẫn cuộc sống của bạn, thúc đẩy bạn tiến về phía trước,
bất chấp những cám dỗ hay thú vui xung quanh. Chúng ta phải tìm đến những người đã thành công trong việc tìm kiếm ý nghĩa và chống lại sự quyến rũ của thú vui, giống như Miyamoto Musashi đã làm. Miyamoto tin rằng việc đắm chìm trong khoái cảm sẽ cướp đi thời gian mà chúng ta có thể dành để làm điều gì đó có ý nghĩa, một cảm giác không thể so sánh được. Tóm lại, cuộc đời và triết lý của Miyamoto Musashi minh họa tầm quan trọng của kỷ luật. Ông hiểu rằng theo đuổi niềm vui vô đối chỉ làm mất đi những hoạt động mang ý nghĩa thật sự để thúc đẩy chúng ta đi đến phía trước. Trong một thế giới tràn ngập cám dỗ, việc tìm thấy ý nghĩa và giữ vững kỷ luật là rất quan trọng đối với hạnh phúc thực sự và sự phát triển cá nhân. Theo Miyamoto, việc tích lũy những niềm vui trong cuộc sống không thể sánh bằng niềm phấn khích từ việc đạt được mục tiêu quan trọng. Hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ việc theo đuổi những điều thực sự quan trọng. Hãy tưởng tượng cảm giác tự hào mạnh mẽ khi bạn đọc sách mỗi ngày ít nhất 15 phút trong cả một năm. Hãy hình dung với một cơ thể khỏe mạnh sau thời gian tập luyện kiên nhẫn. Hãy nghĩ đến ngày mà nỗ lực khởi nghiệp của bạn được đền đáp và khách hàng kéo đến doanh nghiệp của bạn. Làm thế nào mà niềm vui thoáng qua của những thú vui ngắn hạn có thể so sánh với hạnh phúc lâu dài có được từ thành tựu? Hãy tưởng tượng điều này khi cám dỗ muốn lấy điện thoại thay vì theo đuổi một nhiệm vụ không mang lại hứng thú ngay lập tức nhưng phù hợp với mục tiêu dài hạn của bạn. Miyamoto nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và hiểu biết sâu sắc của một người trong việc theo đuổi lĩnh vực đã chọn. Theo lời ông, thực hành và hiểu biết rằng khi bạn biết một cách thuần phục, bạn sẽ biết cả ngàn cách. Miyamoto đã dành cả cuộc đời mình để tinh thông kiếm thuật. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã luyện tập không mệt mỏi, vượt qua giới hạn của bản thân và tìm kiếm sự hướng dẫn từ những bậc thầy nổi tiếng trong khi thách đấu những đối thủ lão luyện trong các cuộc đấu tay đôi. Đáng kinh ngạc, ông không bao giờ chùn bước hay thua cuộc. Không sợ hãi và có động lực, cam kết rèn luyện nghiêm ngặt của Miyamoto đã khiến kỹ năng của ông trở nên vô song. Phương pháp của ông đã được công nhận, và mặc dù chỉ chuyên về một lĩnh vực, ông có khả năng thể hiện nó theo vô số cách. Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới tràn ngập những khả năng và cơ hội vô tận, một sự thật mà chúng ta nên trân trọng và thừa nhận. Tuy nhiên, có người có thể cho rằng mọi người cuối cùng sẽ tìm được cơ hội hoàn hảo phù hợp với hoài bão của họ, dẫn đến sự thỏa mãn. Trong thực tế, mọi thứ hiếm khi đơn giản như vậy. Sự phong phú của các khả năng thường làm nảy sinh những lo lắng lớn hơn, dẫn đến hiện tượng được gọi là mất phương hướng ra quyết định. Nó giống như bước vào một bữa tiệc buffet tự phục vụ, nơi bạn có thể chọn bất cứ thứ gì bạn muốn. Ban đầu, sự háo hức tràn đầy, nhưng khi bạn suy nghĩ về loạt các lựa chọn, lo âu bắt đầu xuất hiện. Tiệc tự chọn có thể mang đến nhiều món ngon hấp dẫn, nhưng dạ dày của bạn có giới hạn. Khi bạn cố gắng thử một chút mọi thứ, đĩa của bạn trở thành một sự pha trộn lộn xộn mà bạn không thể ăn hết, kết quả là một sự kết hợp hỗn độn của các hương vị. Tình huống này tương tự những thách thức mà mọi người phải đối mặt trong thế giới ngày nay. Nhiều người thấy mình mất phương hướng giữa muôn vàn cơ hội, không thể chắt lọc và tập trung vào một con đường duy nhất. Một số người tin rằng họ có thể vượt trội trong mọi thứ, chuyển từ kỹ năng này sang kỹ năng khác. Tuy nhiên, thiếu sự kiên nhẫn và cống hiến cần thiết để đạt được sự hiểu biết sâu sắc, cuối cùng họ đã từ bỏ những cơ hội đó. Do đó, họ cảm thấy vỡ mộng, tự hỏi tại sao họ không bao giờ đạt được mức độ thành thạo như dự kiến. Họ cam chịu chu kỳ này, chuyển sang hoạt động tiếp theo. Bài học mà chúng ta có thể học được từ điều này là việc khám phá các lĩnh vực và cơ hội khác nhau mà không tìm hiểu sâu và cho phép bản thân có thời gian để nắm bắt chúng sẽ ngăn chúng ta gặt hái được toàn bộ lợi ích từ chúng. Nhiệm vụ tìm kiếm sự thỏa mãn của chúng tôi sẽ luôn ở trạng thái khởi động lại. Giống như Miyamoto, chúng ta phải cho mình thời gian để hiểu đầy đủ những gì nằm trong tầm tay của mình và lọc bỏ những tiếng ồn bên ngoài cám dỗ chúng ta. Thay vì giải quyết kiến thức hời hợt, chúng ta nên cố gắng khám phá vẻ đẹp vốn có trong mỗi lĩnh vực. Giống như Miyamoto, chúng ta nên dành thời gian để thành thạo một kỹ năng và khám phá vô số khả năng trong đó. Tuy nhiên, trước khi bước vào một kỹ năng khác, như Miyamoto đã làm với việc viết và triết lý, chúng ta phải hiểu rõ kỹ năng hiện tại. Duy trì sự tập trung là rất quan trọng, như Miyamoto đã nói một cách khéo léo, không bao giờ đi chệch hướng. Không giống như nhiều cá nhân có địa vị xã hội cao, Miyamoto không tìm cách đắm chìm trong cuộc sống sung túc xa hoa. Mặc dù sinh ra trong một gia đình danh giá,
ông đã chọn rời đi khi còn trẻ và đối mặt với những điều chưa biết để theo đuổi ước mơ của mình. Miyamoto sở hữu một góc nhìn độc đáo, thứ đã hình thành nên tính cách của ông và dẫn đến những thành tựu đáng kể của ông. Ngay cả sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình và đạt được danh tiếng đáng kể, ông đã không chạy theo sự xa xỉ. Mặc dù ông thỉnh thoảng thưởng thức bữa ăn ngon, nhưng nó không bao giờ quyết định hành động của ông. Miyamoto là một người có tính tự chủ, quyết tâm và kỷ luật phi thường. Ông đã đạt được ước mơ của mình bằng cách tập trung và ưu tiên những gì thực sự hữu ích. Cam kết vững chắc này xác định di sản của mình. Cốt lõi trong triết lý của Miyamoto là sự thừa nhận hai con đường trong cuộc sống. Con đường đầu tiên là hấp dẫn về mặt thị giác, đầy cảm giác thèm ăn, thức ăn ngon và sự hài lòng ngay lập tức. Con đường này được nhiều người chọn và làm cho nó trở thành sự lựa chọn phổ biến. Con đường thứ hai bị che khuất bởi một màn sương mù không thể xuyên thủng, thiếu các chi tiết có thể xác định được. Nhìn từ xa, con đường đầu tiên có vẻ hấp dẫn, nhưng nhiều người không biết, con đường thứ hai dẫn đến tự do, ý nghĩa và bình an nội tâm. Con đường này không phải lúc nào cũng vui vẻ, nó đòi hỏi sự quyết tâm, kỷ luật và thường là sự hy sinh. Tuy nhiên, những người chọn con đường này và ưu tiên những gì thực sự có lợi, thậm chí ngược lại, sẽ trải nghiệm cuộc sống ở một mức độ sâu sắc hơn nhiều so với những người nhường nhịn cho những khao khát và niềm vui tức thì. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng bạn muốn cải thiện ngoại hình và đặt mục tiêu sức khỏe cho chính mình. Mỗi ngày, bạn phải đối mặt với hai sự lựa chọn. Thưởng thức đồ ăn không tốt cho sức khỏe và bỏ tập luyện, hoặc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tuân thủ thói quen tập thể dục. Lựa chọn thứ hai đòi hỏi phải hy sinh những thú vui ngắn hạn cho một mục tiêu không chắc chắn. Bình thường sẽ có cảm giác sợ hãi hoặc lo lắng khi suy nghĩ về con đường này. Trên thực tế, nếu ít nhất bạn không cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng, điều đó cho thấy rằng bạn không đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn của mình. Ông lấy nỗi sợ hãi là dấu hiệu cho thấy bạn đang mở to mắt. Nó tương tự như bắt tay vào một cuộc thám hiểm trong sa mạc. Bạn sẽ phải chịu đựng cơn khát và ánh nắng mặt trời không ngừng, dường như không có kết quả, nhưng với thời gian và kỷ luật, bạn sẽ khám phá ra những kho báu ẩn giấu tuyệt vời ngay trước mắt mình. Phần thưởng sẽ bù đắp cho những hy sinh của bạn, mang lại nụ cười trên khuôn mặt bạn, mở rộng trái tim và thấm nhuần sự hiểu biết lâu dài trong tâm trí bạn. Hãy sống với chính trực và giữ gìn danh dự của bạn. Theo lời của Miyamoto, bạn có thể từ bỏ cơ thể của chính mình nhưng bạn phải giữ gìn danh dự của mình. Triết lý của Miyamoto Musashi, được gọi là võ sĩ đạo, là quy tắc ứng xử cơ bản mà các samurai tuân theo. Võ sĩ đạo bao gồm 7 đức tính chính. Chính trực, tôn trọng, dũng cảm, danh dự, từ bi, trung thực và trung thành. Mặc dù thảo luận toàn diện về võ sĩ đạo cần nhiều thời gian hơn, nhưng có thể nói rằng danh dự là nền tảng của triết lý này. Khi chúng ta hình dung về các võ sĩ đạo và những hành động anh hùng của họ, những cái chết đáng kính và phong thái cao thượng, thì chính bản chất của võ sĩ đạo đã thúc đẩy họ. Danh dự, mặc dù chỉ là một trong 7 đức tính, thấm nhuần mọi khía cạnh của võ sĩ đạo. Danh dự đóng vai trò là sức mạnh gắn kết giữa tất cả các đức tính khác trong quy tắc ứng xử. Nó đồng nghĩa với lòng tự trọng, thể hiện qua hành vi trung thực và chính trực. Khi đối mặt với những tình huống đòi hỏi phải bảo vệ lẽ phải, danh dự đòi hỏi một người không được né tránh mà thay vào đó hãy can đảm hành động. Nó đòi hỏi phải đối xử với những cá nhân yếu hơn hoặc dễ bị tổn thương bằng lòng trắc ẩn khi ở vị trí quyền lực. Cuối cùng, danh dự đòi hỏi phải sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để nâng cao phẩm giá của những người được coi trọng, thể hiện lòng trung thành không lay chuyển. Danh dự và kỷ luật gắn liền với nhau, thường cùng nhau phát triển. Một ví dụ cụ thể là khi một người đã làm công việc văn phòng ở cùng một chỗ trong vài năm, và tính chất lặp đi lặp lại của công việc dẫn đến sự nhàm chán. Kết quả là việc tìm đường tắt và biện pháp thay thế trở thành điều thông thường, đồng thời đúng giờ làm việc trở nên thiếu tính đều đặn và chất lượng giảm đi. Trong khi đó, một đồng nghiệp ở cùng vị trí tương tự cũng tìm đường tắt nhưng dùng thời gian thêm để phát triển ý tưởng và chiến lược sáng tạo, kết quả cuối cùng vượt qua đồng nghiệp. Khi phải đối mặt với sự thăng tiến mà họ đã bỏ lỡ, họ được cho biết đó là do thiếu kỷ luật. Đáp lại, cá nhân quyết định áp dụng cách tiếp cận Musashian. Họ cam kết đúng giờ, cung cấp công việc có chất lượng cao, tìm kiếm sự cải tiến liên tục và cư xử có đạo đức, không gian lận hoặc lừa gạt. Thật thú vị,
Bằng cách chấp nhận sự tôn trọng theo cách này, kỷ luật sẽ phát triển một cách tự nhiên. Các đức tính đúng giờ, mang lại chất lượng công việc và hành vi đạo đức đều nằm dưới sự nhất quán, đó là một khía cạnh cơ bản của kỷ luật. Bằng cách thể hiện danh dự và kỷ luật, một người có một cuộc sống danh dự. Điều quan trọng là giữ vững con đường danh dự và duy trì kỷ luật, nhưng điều quan trọng không kém là tránh tự trừng phạt bản thân khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Nhận ra và chấp nhận thực tế của tình huống và làm việc để cải thiện sẽ hiệu quả hơn là mắng mỏ bản thân. Lãng phí thời gian và sức lực vào việc tự trừng phạt bản thân không khác gì tìm kiếm những thú vui tức thời, vì cả hai phương pháp đều khiến bạn không chú ý đến việc làm những điều đáng trân trọng. Sống với danh dự và kỷ luật phục vụ như một liều thuốc giải độc cho tham lam, thèm muốn và ích kỷ. Cảm ơn các bạn đã xem video Miyamoto Musashi, cách xây dựng kỷ luật bản thân trên kênh YouTube TreeBooks App, đọc sách mỗi ngày của chúng tôi. Chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu về một nhân vật lịch sử tuyệt vời và học hỏi về cách xây dựng kỷ luật bản thân từ Miyamoto Musashi. Musashi đã chứng minh rằng kỷ luật bản thân không chỉ là chìa khóa cho thành công trong võ thuật, mà còn trong cuộc sống chung của chúng ta.